Kính thưa quý vị, cũng tin từ Sydney, một cuộc triển lãm nghệ thuật đặt tầm quan trọng của ánh sáng cho người khiếm thị đã được thực hiện tại Sydney. Cuộc triển lãm với tựa đề See Braille đã được mở cửa vào tuần trước, trình bày 16 tiết mục về ánh sáng và sự mù lòa. Nơi này trưng bày những tấm ván viết bằng chữ nổi và đặt ánh đèn phía bên dưới cho lợi ích của những người khiếm thị, người có một mức độ hạn hẹp thu nhận của ánh sáng. Sarah Hurst là một trong các du khách đến viếng thăm. Cô đã được phân loại là bị mù từ khi mới sinh, nhưng với sự giúp đỡ của ánh sáng, cô có thể xem được cuộc triển lãm See Braille. Một ánh đèn LED được dùng để làm sáng tỏ mỗi chữ nổi và người khiếm thị có thể dùng ánh sáng này để định vị trí của chữ nổi và đọc với ngón tay của họ, hay thậm chí còn có thể nhìn thấy những bảng hiệu nếu họ có sự nhận thức ánh sáng tốt. Cuộc triển lãm cũng chơi một băng thu thanh với giọng nói của các học sinh từ Học viện Royal Institute của trẻ em câm và điếc nói về sự quan trọng của ánh sáng. Cope Caslick, một kỹ sư cơ khí thiết kế, người là bộ não sau lưng See Braille, hy vọng cuộc triển lãm này sẽ cải tiến cuộc sống của những người mù. Dưới luật phân biệt và đối xử với người khuyết tật của Úc vào tháng 5 năm 2011, tất cả những bảng hiệu phải được viết bằng chữ nổi. Caslick cho biết ông muốn nhìn thấy tất cả những bảng hiệu này được thắp sáng để giúp cho người khiếm thị có thể thu nhận ánh sáng và xác định vị trí của những chữ nổi dễ dàng hơn.